À vậy đó hả? Già rồi. Nhưng mà bà nội con chín mấy tuổi rồi. Dạ có chi cho khổ mệt. Con làm mà nội thấy chỗ nào không thoải mái thì nội cứ nói con nha. Tại mụn này nó cứng lắm, phải đặt nhẹ xíu rồi mới lấy ra được cái chân, cái nhân nó. Cứng ngắc luôn á, cứng ngắc luôn á. Một cái rèm đó chưa đem đi giặt hả? Ủa giặt rồi hả? Con thấy cục nào nó cũng bự luôn á nội ơi. Con tính lấy cục bự bự vậy thôi mà con thấy cục nào cũng bự. Nội đau thì nói con biết nha. Bà nội là quê ở đâu hả? Ở Bình Định. À Bình Định hả bà? Dạ. Nghe nhẹ qua đây cho con. Quá trời nó bự luôn. Nó cứng lắm nè nè. Mà đợt trước nội vô đây nội lấy là lâu chưa? Không có, hồi giờ chưa. Chưa. Quá chưa hả? Chưa. Lũ cháu nó về nó thẳng ớ quơ lâu lâu giờ tam hoại ấy nè. Thấy một hai hộp già già nó đang nhớ rồi đâu có đâu lấy tay nó đang là đeo qua thôi nó còn đâu có dám nữa. À
Vậy chắc nó không nhớ. Cứng dữ lắm luôn á. Rồi. Dạ. Không cục nào cứng quá. Mụn này ta nói mụn đá mà. Đó. Có vậy đây. Nó ngắt con rờ nó như cục sạn vậy đó. Nó cứng á nội. Này chắc nó tồn tại trên da bà nội là bằng tuổi luôn. Bằng tuổi bà nội luôn hả? Dạ. Ở quê đâu có làm, ở đây đâu biết. Ý ở quê không có chỗ làm giống vậy hả nội? Hay sao? Ở thành phố rồi chứ mà mình đâu có làm đâu mình biết. Dạ. Nhưng mà nội là ở dưới quê hả? Quê. Ruộng nương ruộng này kia. Dạ. Đâu có làm, ở đây đâu biết. Gái rồi nó làm nhưng mình hầu giờ đâu biết đâu. Mụn nó dày mà nó làm dày cái chỗ này lên luôn. Nó làm dày cái chỗ này lên nè. Mà thực tế mụn nó nằm dưới á. Cứng á.